ơi, nhìn nó đã quá sực rồi. Vô cái tay mình sao cái ánh sáng đâu hết rồi, bật cái đèn thử em sao nó gốm vậy, tay nó ghê dữ vậy. Đẹp quá mọi người ơi, cái đôi Mickey đâu rồi? Mọi người ơi là mọi người ơi. Ơi em, cái đâu đây còn màu gì nữa, còn màu kem nữa. Đâu đây còn màu kem nữa. Đẹp quá mọi người ơi, nhá hàng nha. Đây cho mọi người coi cái đế này, hàng này là hàng ăn đông chứ không phải là hàng chợ. Đây em có mua một đôi hàng chợ về cho mọi người phân biệt cái đế này, cái đây là mang rồi. Đó. Coi phân biệt cái đế giùm em, đẹp hả không? Đẹp vậy mấy ông, cái phiếu này, cái phiếu ái chi vậy? Hoa cúc đẹp quá hệ. Ủa sao mày ấy ra hay vậy? Coi cái này là hoa cúc. Đây em cho mọi người phân biệt cái đế nè. Đó, để phân biệt cái đế để nhiều lúc kêu sao hàng này kia nha. Hoa cúc đẹp quá ha mọi người ơi. Nó có hoa cúc là 95 ngàn. Còn mấy đôi này, đôi cao gót, cái này mấy phân mày? Này mấy phân, 5 phân hả? 5 phân hả? Mấy đôi 5 phân là 115 ngàn. Đẹp lắm mấy chị ơi, em nói đẹp. Cái này là hàng ăn đông nha. Đẹp mê ly, cái tay đâu? Tay gì? Chi hả? Đây, hoa cúc nè, có màu kem, cái này là màu kem nha, màu vàng, màu xanh mint và màu đen, nó từ size 36 cho đến 39, không có 35 nha mọi người. 36 đến 39 không có 35. Nha mấy chị ơi. Rồi đôi Mickey nè. Em cho mọi người coi đế nè. Hàng này hàng ăn đông. Đây nè, rất là đẹp giùm em luôn nha mọi người ơi, lâu lâu mới có hàng. Rồi chị nào lấy thì chốt, chị nào thích thì muốn đôi nào thì thích thì chốt trên này luôn nha. Nhá hàng cho mọi người biết là có dép đẹp. Chị lấy đồ áo hả là sao, xu si phạm. Hoa cúc 95 ngàn mọi người. 95 ngàn nha. Em có màu xanh, đây xanh là xanh đậu, nhìn thấy rõ không mọi người? Cái do cái nền em nó bị tối nè. Hoa cúc là 95 ngàn. Mỹ mi đôi đen là đôi nào? Đen là đôi nào, hoa cúc hay là đen đây? Hay là đen đây? Nó có nhiều đen. Mấy chị comment xong rồi bé nó lọc khách, nó lọc ai ai. Nếu mà ai khách mới thì có số điện thoại là chốt. Mấy đôi này á, mấy câu đôi cao gót là 115 mà còn còn đôi hoa cúc là 95 ngàn. Mọi người phân biệt giùm em chứ, tại vì cái này là thị trường rất là nhiều. Em cho mọi người coi cái đế này là đế hàng 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 ăn đông chứ không phải là hàng chợ nha mọi người. Đó, em cho mọi người coi đế phân biệt giùm em chứ không phải là hàng chợ. Đó. Đen cần hoa cúc hả? Chị cũng thích đôi này. Trời ơi, thích dạng ăn luôn á. Đôi này lấy, em lấy hết rồi đó. Mỗi màu một đôi mỗi. Ok là đôi này. Đẹp. Là sao su si phạm không hiểu. Thôi mấy chị coi thôi, để bữa nào like nha, chứ giờ không có chốt được đâu mọi người ơi. Bây giờ không có chốt được nha, bây giờ nó lộn xộn. Chị có em chỉ biết ngon bé là khi nó chốt hàng là nó chỉ biết được cúc thôi, chứ còn mấy cái đôi đây hoặc là Mickey thôi, chứ còn mấy đôi đây nó không biết đâu. Chứ còn mấy cái đôi đây, hai đôi đây là khó phân biệt lắm. Và cái nền đây nó bị tối nè mọi người, là nhìn nó không có được đẹp đúng không? Đây nè. Và cái nền nó bị tối á. Dạ lao nghỉ nha mấy chị ơi.
nhé, cho mọi người đã biết có hàng đẹp nha. Bữa nào like nha, mai like nha mọi người, mai like nha. Mai like đồ hoa cúc 95 ngàn rẻ. Mẹ, đây nè, mấy chị có so sánh cái đế giùm em nha. So sánh cái đế nè, 95 ngàn quá rẻ. Cái này là 95 ngàn, cái đôi của em đây nè. Đôi em đang mang nè, em mua tám mấy ngàn, gần 90 á, 89 ngàn nè. Mà cái đế của nó là đế hàng chợ nè. Đây đang mang vô quá. Cái đó là đế hàng chợ đó. Nghĩ nha mọi người.